Lần đầu tiên, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội Kỹ thuật Hình ảnh Y học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo tại đồng bằng sông Cửu Long. Ngày 15 và ngày 16 tháng 12 năm 2023, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ phối hợp cùng Liên chi hội Kỹ thuật Hình ảnh Y học Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo y tế công nghệ cao và số hóa, cập nhật chẩn đoán và điều trị bệnh động mạch vành phức tạp, tối ưu hóa kỹ thuật hình ảnh trong điều trị đột quỵ cấp. Hội thảo thu hút hơn 250 người tham dự trực tiếp và trực tuyến, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, can thiệp tim mạch và cấp cứu đột quỵ từ trong và ngoài nước về tham dự. Với 14 bài báo cáo tập trung vào các vấn đề ứng dụng công nghệ kỹ thuật trong chẩn đoán hình ảnh về điều trị đột quỵ não cấp và bệnh mạch vành. Trong đó, phiên 1 gồm 5 bài báo cáo đề cập đến các phương pháp chẩn đoán và điều trị bệnh mạch vành. Phiên 2 với 4 bài báo cáo xoay quanh vấn đề ứng dụng công nghệ chẩn đoán hình ảnh đối với bệnh nhân đột quỵ não cấp. Phiên 3 tập trung trao đổi, cập nhật kỹ thuật mới trong công nghệ chẩn đoán hình ảnh đối với bệnh nhân đột quỵ với tổng 5 bài báo cáo. Phát biểu khai mạc hội thảo, Thạc sĩ Thái Văn Lộc, Chủ tịch Liên chi hội Kỹ thuật Hình ảnh Y học Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Chúng tôi lần đầu tiên Liên chi hội Kỹ thuật Hình ảnh Thành phố Hồ Chí Minh và Chi hội Kỹ thuật Điện quang và Y học Hạt nhân Việt Nam tổ chức một chương trình hội thảo này lần đầu tiên tổ chức tại đồng bằng sông Cửu Long, và chúng tôi mục đích muốn phát triển và kêu gọi các bạn đồng bằng sông Cửu Long, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long tạo một cái phong trào để những năm tới chúng ta sẽ tiếp tục tổ chức và phát triển cho các bạn, cập nhật kiến thức cho các bạn ở đây. Vấn đề nữa là thật ra đó, hôm nay chúng ta rất vinh dự được thầy Cường là người rất tâm huyết trong đột quỵ. Tí xíu nữa tôi sẽ nói cái đây là niềm vinh dự. Trong 2 ngày tôi xuống đây tôi rất là tự hào và tôi thấy các nước họ làm được hết. Thì hôm nay tôi rất là tự hào, tôi nói thông báo đến các bạn trên cả nước là một trung tâm đạt chuẩn, và lý do tại sao trung tâm đột quỵ SIS Cần Thơ được một giấy chứng nhận của trung tâm đột quỵ thế giới phải không thầy Cường? Trung tâm đột quỵ được chứng nhận là đạt chuẩn của khu vực Đông Nam Á và khu vực châu Á, một trong những đơn vị đạt được giấy chứng nhận đó. Tôi nghĩ mô hình này nếu như tôi được biết là sẽ phát triển ở Đà Nẵng, và vừa trong hội học với lại Thành phố Hồ Chí Minh thì thầy Cường cũng sinh hoạt trong ban chấp hành chúng tôi, thì chúng tôi thấy là Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang mở cửa để mời thầy Cường về xây dựng một trung tâm tại quận 9 hay quận 12, quận 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh. Trong chuyến ghé thăm và tham dự hội thảo lần này, Thạc sĩ Thái Văn Lộc đã có dịp tham quan mô hình điều trị đột quỵ tim mạch tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ. Chuyên gia rất ấn tượng với sự phát triển của bệnh viện và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì chất lượng hình ảnh y tế để đảm bảo chất lượng chăm sóc bệnh nhân. Tiến sĩ bác sĩ Trần Chí Cường, giám đốc chuyên môn Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ chia sẻ. Và tôi đánh giá rằng đây là một trong những cái bước khởi đầu để chúng ta tiến ra biển lớn và hội nhập đến nền y học hiện đại. Không phải là trước đây chúng ta không có hiện đại, nhưng mà càng về sau cái nhu cầu và áp lực cho chúng ta phải phát triển càng nhiều hơn. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy rất rõ. Và riêng cá nhân tôi cũng như cái định hướng của bệnh viện là luôn hướng về tiêu chuẩn về đào tạo và không xem nhẹ bất kỳ một cái khâu nào trong cái quá trình chúng ta hành nghề để khám chữa bệnh cho bệnh nhân. Và các bạn ngồi đây, các bạn đang theo dõi trực tuyến là những người kiến tạo ra những hình ảnh, các bạn là những nhà kiến tạo. Và tôi cho rằng đây là một cái khâu vô cùng quan trọng. Nếu như quý đồng nghiệp không tạo ra được những hình ảnh tốt thì hậu quả cuối cùng không phải là bác sĩ không mà bệnh nhân sẽ gánh chịu. Chính vì thấy được điều đó, tại SIS chúng tôi đầu tư tất cả những công nghệ trang thiết bị máy móc hiện đại và những trang thiết bị hỗ trợ để làm sao các bạn làm việc trong một cái điều kiện tốt nhất, đỡ áp lực nhất và cảm thấy mình yên tâm nhất cho bệnh nhân, để tránh tình trạng chúng ta có thể ảnh hưởng đến kết cục cuối cùng là chúng ta đưa ra những hình ảnh kém chất lượng và bệnh nhân chúng ta
sẽ bị sự cố y khoa. Do đó thì chúng tôi cố gắng làm sao để tránh mất dữ liệu, và mục tiêu đào tạo và hội nhập là cái giá trị cốt lõi sống còn, cũng như nhân sự đó cũng là giá trị mà STS luôn luôn theo đuổi và luôn luôn chăm chút và đề cao. Do đó thì cũng rất cảm ơn anh Lộc cũng như tất cả các lãnh đạo của Liên Chi Hội đã có một cái định hướng gần như là rất rất là trùng khớp với cái ý của tôi. Do đó thì tôi rất là vui vẻ có người đồng hành. Và về phía bệnh viện cũng như về phía hiệp hội, cũng như vai trò của tôi hiện nay là trong ban chấp hành của Hội Can thiệp Thần kinh Á Úc và Thế giới, sẽ luôn luôn đồng hành và hỗ trợ tất cả các bạn, cũng như đồng hành cùng với hội để làm sao tạo được cái niềm tin và một cái thế mạnh của các đồng nghiệp của chúng ta. Chúng ta không còn có cái suy nghĩ là phải đi ra nước ngoài thế này thế kia để học nâng cao, mà ngược lại chúng ta có thể thu hút được những bác sĩ, những kỹ thuật viên, những anh em đồng nghiệp ở các nước về Việt Nam chúng ta để trải nghiệm, để chia sẻ kinh nghiệm và thậm chí là để học hỏi. Bên cạnh hội thảo chuyên môn, sự kiện này còn đánh dấu bước tiến quan trọng khi Bệnh viện Đa khoa Quốc tế SIS Cần Thơ và Liên Chi hội Kỹ thuật Hình ảnh Y học Thành phố Hồ Chí Minh đã ký kết hợp tác nhằm tạo điều kiện cho các y bác sĩ, kỹ thuật viên học hỏi kinh nghiệm, đào tạo, nghiên cứu và trải nghiệm những kỹ thuật công nghệ tiên tiến nhất hiện nay.